Màn trình diễn tuyệt hay của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Đức khiến cho tờ Showho Trung Quốc cảm thấy ngạc nhiên. Dù chạm trán với đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Đức nhưng tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu vô cùng quả cảm. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung chỉ chấp nhận thua sát nút với tỷ số 1-2 trước đội bóng xếp thứ hai thế giới. Màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam khiến cho báo giới Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên. Tờ Showho Trung Quốc có bài viết tuyển nữ Việt Nam chỉ thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đức. Sức mạnh của họ không còn thua kém đội tuyển nữ Trung Quốc trong bài viết tác giả nhấn mạnh đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trước đội tuyển nữ Đức đội bóng về xếp thứ hai thế giới dù thua kém về nhiều mặt nhưng họ đã ra sân với tinh thần không lùi bước thất bại 1-2 trước tuyển nữ Đức là thành quả đáng khen ngợi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước đó đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại cả đội Frankfurt và đội Hoffenheim của Đức cách đây một năm họ còn nằm ngoài top 40 thế giới khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam với các đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia vẫn còn khá lớn. Thế nhưng qua chuyến du đấu ở châu Âu đợt này, có thể thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ mạnh mẽ, trong đó hàng thủ của họ được cải thiện rõ rệt, khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo Việt Nam cũng cải thiện đáng kể. Một năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam từng gây ấn tượng khi thắng đội nữ Hàn Quốc trong trận giao hữu, đó là lần đầu tiên đội bóng này có thể hạ gục top 5 đội bóng mạnh nhất châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Australia. Còn ở trận giao hữu mới đây, đội tuyển nữ Đức ra sân với đội hình gồm khá nhiều trụ cột. Dù vậy, trái với mọi sự dự đoán thì họ không có một trận đấu dễ dàng trước tuyển nữ Việt Nam. Ngay cả khi bị dẫn trước hai bàn nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung không nản chí. Họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút bù giờ nhờ bàn thắng của Thanh Nhã. Đội tuyển nữ Trung Quốc chưa thể so sánh với tuyển nữ Đức ở thời điểm này. Sau khi chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam gây khó khăn cho đội tuyển nữ Đức, có thể thấy họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành đối thủ chính của đội tuyển nữ Trung Quốc trong tương lai. Tờ Shoho cũng tập trung khen ngợi Thanh Nhã. Tờ báo này viết, Thanh Nhã, cầu thủ ghi bàn vào lứa đội tuyển nữ Đức còn khá trẻ khi cô sinh năm 2001. Trước đó, chúng tôi từng có bài viết chỉ ra rằng mức lương của Thanh Nhã chỉ rơi vào khoảng 500 nhân dân tệ là hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng đây là khoản thu nhập rất khiêm tốn so với các cầu thủ nam nhiều tuyển nữ việt nam cũng sống trong tình trạng khó khăn như thế tuy nhiên đội bóng của luyện viên mai đức trung đã làm nên lịch sử khi giành vé tham dự world cup